là cầu Rồng Đà Nẵng. Buổi sáng này là phương tiện đi rất là đông, rất là thô. Bên kia cầu quay Xuân Hà này. Đây là điểm chụp ảnh ở đây là bên phía kia. Đấy, cầu Rồng rất là rực rỡ luôn, con tàu. Đây là nhìn xa và vừa chỉ vấn đề rất là đẹp. Ôi, vui kinh rồi, sẽ quay đi. Nó gì nó vải, nó lấy này. Bánh rồi lên đi. Hả? Bánh rồi lên đi. Cầu này cầu sông Hàn bên này bên kia. Cầu đây là cầu sông Hàn, ở đây nó sông Hàn nó cầu quay bên đây là sông Hàn luôn rồi. Cái đi gần con má con cải nhá. Tôi không ngủ nó như là cái mẹ là không quay cứ đi. Thế thế là cầu quay sông Hàn. Đuôi của nó đây.